Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự ca nhạc của Đài Phát thanh Việt Trì phát trên sóng FM tần số 93,5 MHz. Trong chương trình hôm nay, mở đầu như thường lệ là phần tin, sau phần tin là phản ánh, Việt Trì tuyên truyền và chỉnh trang chào đón năm mới 2022. Phần tiếp theo chương trình là bài viết đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối năm. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ 18 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2021 đến 6 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 22 ca mắc COVID-19 mới. Cụ thể, tại huyện Thanh Ba 11 ca, Đông Thành 1 ca, Chí Tiên 10 ca, huyện Cẩm Khê 4 ca, Tạ Xá 3 ca, Phú Lạc 1 ca, huyện Lâm Thao 3 ca, tại thị trấn Hùng Sơn 1 ca, thị trấn Lâm Thao 1 ca, Sơn Vi 1 ca, thị xã Phú Thọ 1 ca, ở Hà Lộc 1 ca, huyện Phú Ninh 1 ca, ở thị trấn Phong Châu, huyện Hạ Hòa 1 ca, thuộc xã Đại Phạm, thành phố Việt Trì 1 ca, thuộc phường Tiên Cát. Trong các ca mắc COVID-19 mới, một trường hợp trở về từ thành phố Hồ Chí Minh đã được địa phương áp dụng cách ly quản lý tại Phú Lạc, Cẩm Khê. 13 trường hợp từ F1 hoặc trong khu vực cách ly phong tỏa đã được quản lý, 9 trường hợp mắc mới cộng đồng tại Lâm Thao 3 ca, Sơn Vi 1 ca, thị trấn Lâm Thao 1 ca và thị trấn Hùng Sơn 1 ca, Tạ Xá, Cẩm Khê 3 ca, Đại Phạm, Hạ Hòa 1 ca, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 1 ca, Tiên Cát, thành phố Việt Trì 1 ca. Có một xã mới, Tạ Xá, Cẩm Khê ghi nhận ca bệnh đầu tiên. Toàn tỉnh ghi nhận 2.754 ca mắc COVID-19, tại thành phố Việt Trì 880 ca, tại 22 xã phường, huyện Thanh Sơn 522 ca tại 22 xã thị trấn, huyện Lâm Thao 256 ca tại 12 xã thị trấn, huyện Phú Ninh 215 ca tại 16 xã thị trấn, thị xã Phú Thọ 201 ca tại 9 xã thị trấn, huyện Thanh Thủy 137 ca tại 10 xã thị trấn, huyện Tam Nông 118 ca tại 9 xã thị trấn, huyện Tân Sơn 112 ca tại 12 xã, huyện Hào Hòa 90 ca tại 13 xã thị trấn, huyện Thanh Ba 86 ca tại 13 xã, huyện Yên Lập 54 ca tại 11 xã, huyện Cẩm Khê 46 ca tại 15 xã và huyện Đoan Hùng 37 ca tại 8 xã. Đánh giá cấp độ dịch theo nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ và quyết định số 4.800 ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế, toàn tỉnh ở cấp độ 1, số ca mắc mới trong cộng đồng xấp xỉ 8,81 ca trên 100.000 dân trên một tuần. 97,2% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Cấp huyện, 13 huyện thành thị ở cấp độ 1. Cấp xã, không có xã, phường, thị trấn ở cấp độ 4. Có 4 xã ở cấp độ 3 là Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, Vũ Quang ở Đoan Hùng, Địch Quả, Thanh Sơn, Chí Tiên, Thanh Ba, 7 xã ở cấp độ 2 và 214 xã, phường, thị trấn còn lại ở cấp độ 1. Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Bước giữa nắng tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé đã quen, giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn đừng lo lắng, cười lên và gió qua tán cây hòa trong tiếng trẻ thơ đùa vui cười và nắng trên lá rêu ngày xanh tươi sang Việt Nam hơn.
cao xe dân phố và một niềm tin reo cay lên cùng. Từ nơi đảo xa mênh mông sông về nơi đồi cao bay mây trắng, một vòng tay nối tròn Việt Nam bao la đất. Nguy cơ mất an toàn sau. Thông báo riêng dành cho các gia đình đang sở hữu những bạn trẻ tài năng. Thế giới được dẫn dắt bởi 2% những người xuất chúng nhất. Sự thịnh vượng của các quốc gia cũng được quyết định bởi 2% nhân tài của mình. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, những người tài năng ấy đã sớm thể hiện sự nỗ lực mạnh mẽ trong học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, bên cạnh thành tích học tập, những bạn trẻ của chúng ta còn cần rất nhiều hành trang khác như tìm được hướng đi phù hợp, sở hữu kỹ năng sống hoàn hảo, có tư duy vượt bậc, xây dựng chiến lược học tập xuất sắc. Nếu như quý vị đang có những đứa con đạt thành tích tốt trong học tập, sớm thể hiện khả năng và hoài bão lớn, thì xin mời quý vị hãy truy cập trang web tôitainang.com. Tôitainang.com là nơi quy tụ và cung cấp hệ thống giải pháp hiệu quả giúp hàng ngàn bạn trẻ Việt phát triển vượt trội, sẵn sàng gia nhập hàng ngũ 2% nhân tài của đất nước, mở rộng cánh cửa bước ra thế giới. Tôitainang.com, nơi nâng tầm con yêu của bạn. Phẩm bổ dưỡng Bioka công nghệ Hàn Quốc, Bioka quà tặng sang trọng, Bioka vì sức khỏe Việt. Bioka cho sức khỏe những thường, Bioka giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn, Bioka vì sức khỏe Việt. Bioka, Bioka, Bioka. Bioka được sản xuất trên dây chuyền tự động hóa hiện đại, tỉ mỉ trong từng khâu sản xuất đến thiết kế sản phẩm. Các sản phẩm được sản xuất từ sâm, nấm và dược liệu quý. Bioka, Bioka vì sức khỏe Việt. Truy cập website bioka.com.vn hoặc liên hệ hotline 0986 849 066 để được tư vấn đặt hàng các sản phẩm Bioka. Tham khảo sản phẩm Bioka tại các hệ thống Aeon Mall, Vinmart, BRG Mart, Lan Chi, Guardian, Medicare và hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc. Bioka.com.vn hoặc liên hệ hotline 0986 849 066 để được tư vấn đặt hàng các sản phẩm Bioka. Tham khảo sản phẩm Bioka tại các hệ thống trên toàn quốc. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự ca nhạc của Đài Phát thanh Việt Trì hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.